Wow. I'll meet with Ben. Yeah. Mandarin City Hall. Airplane 9. Sport. One Peloton Hotel. Yeah, đẹp quá. Thấy bình thường vậy, thấy gì cũng như em nó mới bắt đèn các bạn, nhìn cũng được á. Dài á. Có. Giờ 10 giờ không có ai hết trơn, ngủ hết trơn. Sao mình lạnh lắm, mình cứ đi qua xin suốt rồi kìa. Đi mà hoài luôn, đi qua không biết chán luôn. Chắc là mai qua chùa Ho hay là Kuala Lumpur. Đi làm được đau đầu quá, sao tiền trời sao đây. Không cái nó phải chớp, trời ơi không có chớp, chắc ăn cám quá hết tiền tới nơi rồi. Còn được có chắc không được 1 tuần nữa, chờ mà tới 2 tuần mới về chắc chết. Tiền đâu mà ăn đây, không mà được thì chắc đói đấy. Ok chết rồi, mình dục cái chai mình mất tiêu rồi, mình xuống kiếm cái chai.
À, có anh chài trong túi à? Phải kiếm nữa. Cũng đẹp ha. Cái này thì đẹp mấy thì đi vòng đây có gì trời ơi, ngủ quá mà thương tôi đi ngủ quá. Giờ này chắc người ta ngủ hết rồi hả? Ờ đồ đi casino nha các bạn. À, casino bây giờ nè. Ồ, ở Coca. Và tương tiếp.
xong đi từ bên đây rồi chạy lại khác. Đó gì đó trời, cái gì chết luôn. Cái này cũng như y ông nha, đi ông mua bộ vui hơn. Ở đây nhìn đâu mà chứ không có đi đâu có mua được đồ mắc không. Tạo bằng nghe mắc. Cái giống như cái siêu thị á, bình thường mình mua cũng cùng cái hãng siêu thị luôn, cùng loại đồ đó luôn, trong đây nó mắc hơn đúng không ạ. Singapore giống như nó cố tình tạo ra giá của du lịch rất là cao đó bạn. Giá của người dân sống thì cực kỳ ok luôn. Mình mua nhà quay mà có 5 đô là có 80 ngàn à. Nhà bự đàng hoàng luôn. Steam tiệm trà nổi tiếng các bạn rồi. Không biết gì nữa. TWG Mont Blanc. Ở Mont Blanc thì chỉ cộng nhân lực hình xài nữa. Xong gần hết rồi. Ê tiệm hết rồi. Bữa nay nó thành tiệm trà luôn. Wow. Hồi đó là tiệm bánh, giờ nó trở thành tiệm trà. Nhưng mà đẹp quá vậy. Đẹp thiệt á. Chết rồi. Có cảnh nóng xuất hiện. Nóng lắm rồi. Không ơi. Thôi mình đi toilet đi. Đi kiếm cái toilet nãy giờ không có nữa. Trời ơi. Mất tỷ quá. Nãy giờ chưa thấy toilet luôn. Thì đó vậy. Này casino. Giờ giờ lại. Rồi xong. Vậy hả? Nó là chỗ giữ đồ nữa. Long thì sao thôi. Trời vô cuộc cũng chưa có chỗ đi tè là sao. Các bạn nhớ nha, lúc đi vô đây các bạn phải tìm chứ. Cái mảnh đồ nhà vệ sinh cũng hơi đi một vòng. Chưa rồi thấy có gì đó rồi các bạn. Xong tạm thời tí này. Ok.